Dạ em ơi, xin chào cả nhà mình ạ. Hôm nay cuối tuần nha, nhà em làm thịt gà để cải thiện đấy. Toàn bảo mẹ bảo làm bún đậu mà mẹ chưa chịu làm. Thế nên là thôi, bảo thôi thì làm thịt gà đi cho nhanh cái đã, rồi làm bún đậu thì mai mốt mẹ làm cũng được. Tại vì em còn đang đi cuốc cỏ ngô, rồi bỏ đạm ngô, rồi vãi đạm lúa. Thế là hơi bận, thế là chưa làm được. Thế là bảo giờ về làm gà cho nhanh, rồi nào mẹ làm bún đậu mắm tôm cho mẹ ăn. Thế là toàn làm gà đó thế nè. Nhưng hôm nay này em mỗi người một một món gà ăn cơ, có nghĩa là mỗi người thích ăn một món. Thì bố Quý thì thích bỏ gà nấu nước nấu lên rồi bỏ lá rau răm vào ăn rất là thơm ngon. Ở đây hay có cái món nấu gà nhưng mà bỏ nước vào như kiểu nấu sáo á, ở đâu thì quen đấy, ăn rất là ngon. Nhưng mà ra ngoài Bắc thì không hề có cái món này. Nên là mỗi nơi có một cái kiểu ăn khác nhau. Nên là lắm lúc em có quay những cái video mà ăn cái kiểu ở đây á, nhiều người cứ bảo là sao mà lạ vậy. Ví dụ như kiểu là canh ốc chẳng hạn á, ở chỗ em hay thường xuyên là ăn cái kiểu đấy. Nói chung là rửa rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà ăn nhiều khán giả vẫn bảo là sau này ăn vậy á, nhưng mà ở đây họ ăn vậy. Nên là em ăn ở đây, nên là em cứ thường xuyên nấu những cái món ăn ở nơi em thường ăn á, nên là cứ hơi sai sai hoặc là hơi trái trái với những nơi khác. Nên là tất cả các ông bà cô chú mà có xem video thì rất rất thông cảm cho em Nga với ạ. Như hôm nay chẳng hạn này, anh Quý thì thích ăn thịt gà nấu nước bỏ nấu sáo bỏ lá rau răm, còn mấy mẹ con thích ăn gà luộc. Thành mỗi người mỗi món nên rất là khó. Nhưng thôi chứ chẳng mấy khi có món ngon, nên là cứ chiều đi, ai thích ăn kiểu gì thì nấu kiểu đấy nhưng không sao cả. Và làm xong rồi là một nửa này em Nga cho vào luộc trước, còn một nửa kia tí nữa ướp vào đó rồi phi lên nấu xào, rồi để cái đổ nước luộc gà này vào nấu không sao cả. Tại vì gà mình chỉ ăn cám ngô với ăn thóc thôi nên là rất là sạch, chẳng phải vứt đi đâu tí nào cả. Xong món gà luộc. Cháu bao giờ mới biết cầm cái đùi mà gặm. Bây giờ mà biết thế thì mẹ cháu làm thịt gà sẽ ăn suốt. Bây giờ chưa biết ăn nên là chán lắm. Xé xé cho ăn chứ. Chứ đã biết cầm mà gặm đâu. Ngon chưa? Bên đây là nửa gà để nấu, bên Nga đã xào nến rồi đây, bây giờ đổ nước luộc gà vào là nấu luôn. Có sẵn nước luộc gà rồi múc đổ vào nó là được, tại vì gà ăn tám thóc tám ngô nên là rất là sạch, cũng không sợ gì cả. Con gà nó béo ngậy luôn nữa. Món thịt gà nấu lá rau răm rất là thơm. Hôm nay em hái nhiều nhiều rau răm bỏ cho thơm lừng luôn. Ngon. Vậy là lại có tiếp một món gà nấu sáo. Cái này mà có bún ăn chan vào thôi rồi luôn, nhưng mà thình lình thích ăn thịt gà thôi chứ không chuẩn bị được bún. Mẹ đi làm cái toàn ở nhà đã nấu sẵn rồi đấy này, canh bầu nấu với cà chua nấu sẵn rồi, thế là về ngẫu hứng thích ăn. Anh Quý về đang dở sóng kìa. Thịt gà nấu nước ngon không? Ngon nhìn nữa cũng ngon. Nghe mần lý ở mố đấy răng mà nghe hồng hào thế này. Hay đi mố đâu sụn này. Có nằm mời lồng bia. Trời, bia ở nhà không uống. Nên trông con đi. Hương chỉ thích làm cái món là muối súp chấm thịt gà thôi. Món đó là bạn thích mần lắm. Ai làm cũng bảo mẹ để cho con làm luôn. Bên đây đi con. Con gà này nó hơi béo. Em Nga có bỏ cái mỡ của nó đi rồi ấy. Thế mà vẫn cứ thấy béo. Ngon thế. Nấu hồi nay mà có bát bún tràn vào thì thôi rồi luôn. Cái đợt em Nga mới về đây cũng vậy. Bảo xong thịt gà này nấu sáo này khác vậy. Ăn chắc không ngon. Ăn phí gà ấy. Để luộc hay rang mà ăn có phải ngon không? Nhưng mà mãi rồi nó quen. Giờ cảm thấy ngon này thích. Bên đây đấy con.
Gay là con gà con. Gà mà có biết gay là con gà cha. Ừ. Nghe yếu chả hì. Ừ. Chả cả yếu luôn này. Ừ. Thôi cả nhà ơi, bây giờ gia đình em đang chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay nhà em cải thiện để làm món ngon. Còn một ít cá chỉ vàng toàn hôm nay cũng rán để chấm với tương ăn cho hết đi. Không thì để nâu trong tủ quá nó cũng không ngon đấy. Thế bố con Thảo có định ăn cơm không? Hai. Thảo có định ăn cơm không? Ây. Xấu đuối. Cô đang gọi ngõ mẹ Nga, bảo là từ giờ trở đi là mẹ Nga phải đón Thảo muộn hơn. Cứ đến 4 giờ kém là Thảo đục địch khóc nhè muốn về rồi. Từ mai trở đi đúng 4 rưỡi mẹ mới sang. Nhớ chưa? Cho khóc nhè, khóc chán thì nín. Cô bảo vậy. Hư lắm. Các bạn về là thích về luôn là khóc. Như mưa như gió luôn. Ăn cơm ngay. Ngao hồi. Đây này. Cái này cho mình cho bạn cần cái đậu. Hai cha con ăn bát bên này để bỏ thêm một cây. Tại vì bé Thảo không ăn được một cây nhiều nên là em phải nấu ít hơn một tí. Còn là mẹ ơi nấu the the một tí mới ngon. Nhưng mà nấu nhiều sợ em Thảo không ăn được á. Thế là mẹ Nga giờ múc ra hai bát với hai cha con ăn riêng. Ít thôi cho con ăn, toàn không ăn nhiều nữa. Chị lấy giấy chị ơi. Ba. Bé Thảo là hôm nào cũng phải ưu tiên được ăn trước. Ê, ăn trước cả nhà luôn. Thôi mẹ ăn đi con. Ăn đi con. Thôi bố. Mặc cảo đi. Toàn chưa nắng rồi đã phủ trần quén. Thôi em mời cả nhà ăn cơm. Em mời cả nhà ăn cơm em nữa. Cơm đi con. Không cơm đấy. Ăn mai em vãi thịt gà đã phải ăn cơm xong. Ăn chân, đừng ăn chân à? Cái tay, đứng có đâu? Đồ chứ báo cái gì cả là cái báo chứ. Đồ. Trước khi ăn là cũng phải rửa tay sạch sẽ này đã, mọi người thông cảm. Nhà quê nó có tính thật thà nữa. Anh này thì này khác với mẹ con. Mẹ con thì thích ăn cánh, ăn xương xương để lại. Anh đây thì có miếng ức nào nạc mà anh ăn. Ức nạc khô lắm. Nạc bố quý với Thảo chống ế. Của con này. Ra xé cho con rồi. Ăn đi con. Đuôi bổ hương đây này. Ăn đi. Đuôi với chân. Hương thì chân với cánh. Đấy chứ con, cho mẹ ăn. Ăn thịt gà đã đi ăn cơm. Con đã thịt gà không ăn. Hương cho đã là cái gì con? Đây, có đấy. Cá xé thịt cho con đi. Cái mát ruột này nè. Nhìn mùi cá đây, cá cơm. Này. Cha bỏ nhiều hột cây lắm rồi. Nấu hồi ngon. Nên dùng nấu gì nữa? Con nấu ăn cơm chín rồi. Không biết mình khá gì mà ông nội hét ầm lên ở dưới đây nghe. Người thấy trẻ con giờ nghịch lắm. Cha không ăn giá đưa cho con ăn mẹ mắn. Chán rồi. Ăn thịt má tí nữa thì ăn cơm mà canh nước thịt gà. Má ba mày có mì cho mấy cụ con mối đây. Mớ trời. Mớ mì cho đi. Ra nhà thì không Thảo đâu. Mình trao đi về nhà thì không Thảo. Má thì nhà trao em Thảo nha. Mẹ nhà này nghỉ bữa được chứ Thảo ơi.
chiều mãi là làm ngon luôn. Mà từ tư vài cái ngọc nó chặt hết ông làm của mình chứ. Mãi theo nắng rồi. Kể ai không vài vài. Hôm nay cái ngọc nó chặt luôn. Chả đây. Đưa con cái chạy của nó. Trời bé. Toàn ăn đi coi. Mình mặc cái nó nữa. Dạ chị hàng xóm nuôi 7-8 tháng thì bảo thế thì cái da nó dày. Ăn giòn chật chật chứ. Ăn luôn con, mạnh đi, nhái cả luôn đi. Ăn được được thấy nha, đi con này. Xé nhỏ ra thì nhai khóc. Ăn để thịt gà đó con à. Mày mẹ bới nhá. Để em bới cho anh. Vâng. Ngậm đi. Quay đi tìm một cái tàng rồi mà thấy trong gạo. Chưa có đủ xăng xé. Đổ 65 đi. Hôm nay xăng ngọc không ăn. Các cái sáng công an này đúng ở ngoài ngoài ông nói đấy, Quốc Cường đấy. Ôi công an bây giờ công an huyện về đến dân nhiều lắm, đứng đón xe tải xe máy. Và đi bọc băng cái này cho chụp. Em băng lúc nào để vô cốp xe. Anh Quý chưa có bằng xe máy. Thế là ít đi đón bé Thảo lắm, cứ sang sợ gặp công an. Kêu phải cỏ đi câu chứ. Nhưng mà cứ sợ rồi phải đột phạm. Bây giờ toán phải em đi ấy. Hôm nào có thì đi học làm cái. Lúc lúc mà đi mua cho thoải mái. Mùa hè thì phải trực trê để mình được 2 mùa rẻ đi. Mà thì đi mùa hè là đóng mùa hương. Quén có những vết sợ quén. Ừ. Ừ, con ăn. Làm ăn cơm, anh cho bác ấy. Hôm nào thì ăn thì cơm, không hôm nào thì anh nhìn được cơm đâu. Ốm nó phải dậy ăn. Làm đi con, làm cho xương cánh chân hết đi mà. Xong mà. Toàn không ăn vã thịt gai hết của Toàn. Bơ đây. Đấy là đang bảo con đi cuốc cỏ ngô cho mẹ với. Thế mà giờ đang mong mưa đi, mưa để quả về đi. Mẹ em bảo bão không đi, không nói mưa. Giờ đứa nào cũng mong mưa. Má không mưa hướng ngủ cái dây đi hả? Cuốc cỏ cho mẹ, mà mẹ con đi cho nó nhanh cho một mình mẹ. Mệt. Mẹ ăn xong đương cơm, mẹ bữa cơm với Thảo ăn nhá. Chào em Thảo nha ơi. Không cỡ nhau đi thả bò ơi. Con này nhau mua rú không? Dạ vậy thôi, bây giờ em Nga ăn cũng gần xong rồi, cố một tí cơm lên nữa rồi để đút cơm cho bé Thảo ăn. Dạ, em xin dừng video tại đây đây, tại vì bé Thảo ăn rất là lâu. Dạ hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.